Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Hãy cùng tôi điểm qua những tin tức nóng hổi nhất, những thông tin chuyển nhượng thú vị và cả những phát biểu đáng chú ý xung quanh chuyển động của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Bom tấn lớn nhất kỳ chuyển nhượng chính thức ra mắt. Thêm đội bóng muốn giành Van de Beek. Juventus chưa muốn dừng lại. Lộ diện đội bóng muốn chiêu mộ Phil Jones. Đã có thêm một đội bóng nhảy vào cuộc đua cạnh tranh cho chữ ký của tiền vệ Donny Van de Beek, đó là Everton. Trước đó thì Crystal Palace làm câu lạc bộ một mình một ngựa trong thương vụ này. Đội bóng huấn luyện viên Patrick Vieira đã tiến khá gần đến việc mượn thành công Van de Beek trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên mọi chuyện giờ sẽ trở nên khó khăn hơn khi Everton đã nhảy vào cuộc đua. Huấn luyện viên Frank Lampard sắp trở thành huấn luyện viên chính thức của đội bóng vùng Merseyside và anh đã yêu cầu ban lãnh đạo Everton chiêu mộ ngôi sao đang bị thất sủng tại Manchester United. Tuy nhiên Crystal Palace cũng tỏ ra rất quyết tâm và sẽ không bỏ cuộc trước sự xuất hiện của đối thủ mới này. Với sự cạnh tranh từ hai đội bóng kể trên, có lẽ Van de Beek sẽ phải chờ cho tới những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để biết được bến đỗ sắp tới của mình sẽ là đội bóng nào. Bom tấn lớn nhất của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay đã chính thức được kích nổ trong ngày hôm qua. Đó chính là tiền đạo Dusan Vlahovic chuyển tới Juventus từ Fiorentina với giá 70 triệu euro. Thậm chí chi phí của thương vụ này có thể lên đến 80 triệu euro nếu như tính cả những khoản phụ phí mà Juve phải trả cho Fiorentina. Vlahovic là một trong những tiền đạo trẻ tiềm năng bậc nhất châu Âu và cũng là một trong những trung phong đang có phong độ cao nhất vào lúc này. Chân sút người Serbia đang có được thành tích ghi bàn rất ấn tượng ở mùa giải hiện tại với 17 bàn thắng sau 21 trận đấu tại Serie A. Đây được xem như là một sự bổ sung vô cùng chất lượng dành cho ba đầm gia thành Turin trong công cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự Champions League ở phần còn lại của mùa giải. Sau khi chiêu mộ thành công Dusan Vlahovic, Juventus dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đội bóng này đang chứng tỏ mình là một trong những câu lạc bộ chịu chi nhất khi liên tục nhắm vào hàng loạt mục tiêu chất lượng. Theo truyền thông Italia, ba đầm gia thành Turin đã tiến rất gần đến việc chiêu mộ thành công tiền vệ Denis Zakaria từ Borussia Mönchengladbach. Những cuộc đàm phán mới chỉ bắt đầu từ hôm qua, nhưng đã tiến triển rất nhanh và giờ đây Zakaria đã ở rất gần với sân Allianz. Hàng tiền vệ của Juve dù không thiếu về lượng nhưng lại rất thiếu chất. Đội bóng này đang cố gắng đẩy đi một số cầu thủ không quá quan trọng ở tuyến giữa để dành chỗ cho Zakaria. Tiền vệ người Thụy Sĩ chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Mönchengladbach, vậy nên thương vụ này sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền của Juve. Chưa mua được ai nhưng Tottenham đã chuẩn bị phải nói lời chào một loạt cầu thủ trong đội hình. Theo truyền thông nước Anh, đội bóng với biệt danh gà trống sắp chia tay với hai ngôi sao Giovanni Lo Celso và Brian Gill. Tiền vệ trẻ Brian Gill đang tiến rất gần đến việc trở lại La Liga để gia nhập Valencia theo dạng cho mượn. Bây giờ đang tỏ ra rất tự tin trong việc có được sao trẻ 20 tuổi sau những cuộc đàm phán thuận lợi với Tottenham. Brian Gill chuyển đến London vào đầu mùa giải với rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều trong nửa mùa giải tại Spurs. Trong khi đó, tiền vệ Lo Celso cũng sắp chuyển đến Olympique Lyon theo dạng cho mượn. Mặc dù Villarreal đã nhảy vào để cạnh tranh với Lyon, nhưng có lẽ chuyến bay của Lo Celso vẫn sẽ có điểm đến là nước Pháp khi mà Tottenham và Lyon đã đạt được thỏa thuận về việc cho mượn tiền vệ người Argentina. Ngoài Donny van de Beek hay Jesse Lingard thì tương lai của trung vệ Phil Jones cũng là một chủ đề được khá nhiều người quan tâm vào lúc này. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã quyết định sẽ giữ chân Eric Bailly và người phải ra đi sẽ là Phil Jones. Trung vệ người Anh không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ralf Rangnick, vậy nên việc anh rời khỏi sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo tờ L'Equipe, câu lạc bộ Bordeaux của Pháp là đội bóng đang muốn chiêu mộ Phil Jones. Những cuộc đàm phán giữa hai bên đã bắt đầu diễn ra. Man United vẫn đang đợi quyết định cuối cùng từ Ralf Rangnick, nhưng khả năng cao là họ sẽ đồng ý bán nếu như Bordeaux có thể đưa ra một lời đề nghị hợp lý. Phil Jones đã có 11 năm gắn bó với Man United, nhưng có lẽ đây sẽ là điểm kết thúc cho chuyến hành trình của trung vệ này tại sân Old Trafford. Dusan Vlahovic đã đến, Denis Zakaria đang trên đường gia nhập. Không có nơi nào trên thị trường chuyển nhượng tấp nập hơn Allianz của Juventus vào lúc này. Tuy nhiên có người đến thì cũng phải có kẻ đi. Để dọn chỗ cho Zakaria, Juventus đang tính đẩy đi một số cái tên ở hàng tiền vệ. Trong đó ưu tiên hàng đầu của họ là sẽ bán tiền vệ Aaron Ramsey, người đang hưởng mức lương khủng lên đến 400.000 euro một tuần. Dù hưởng lương rất cao nhưng tiền vệ người xứ Wales lại chẳng thể đóng góp gì cho Juve. Vậy nên từ lâu anh đã trở thành cái gai trong mắt ban lãnh đạo của đội bóng này. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Juve sẽ cố gắng tìm bến đỗ mới cho Ramsey trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông kết thúc. Cánh cửa trở lại Premier League đang mở ra đối với cựu sao của Arsenal khi Burnley bày tỏ nguyện vọng muốn chiêu mộ Ramsey. Tuy nhiên tiền vệ này vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Sau hơn 3 mùa giải thi đấu tại Anh trong màu áo của Chelsea, tiền vệ Jorginho dường như đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà.
Theo thông tin từ nhà báo Adam Nielsen, ước mơ của Jorginho đó là được trở lại Italia thi đấu một lần nữa trong phần còn lại của sự nghiệp. Thông tin này xuất hiện trong thời điểm mà tương lai của Jorginho đang trở thành một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Hiện The Blue vẫn chưa đề nghị gia hạn hợp đồng với cầu thủ số 5 của mình. Hợp đồng của ngôi sao 30 tuổi với Chelsea chỉ còn thời hạn trong 18 tháng và với độ tuổi của anh có khả năng mùa hè tới đây sẽ là thời điểm mà Jorginho có cơ hội trở lại Italia thi đấu. Juventus là một trong những đội bóng đang dành sự quan tâm cho nhà vô địch châu Âu năm vừa rồi. Dù chỉ có một năm hợp đồng nhưng với đẳng cấp và vị thế hiện tại của Jorginho, Chelsea chắc chắn sẽ không chấp nhận bán rẻ trụ cột của mình. Tiền vệ Aurier Tchouaméni hiện đang là một trong những món hàng hot nhất trên thị trường chuyển nhượng sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của AS Monaco và cả đội tuyển Pháp. Rất nhiều ông lớn tại châu Âu như Chelsea, Man United, Paris Saint-Germain và Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của sao trẻ 22 tuổi này. Tuy nhiên, những đội bóng kể trên sẽ vấp phải một rào cản lớn nếu muốn chiêu mộ Tchouaméni khi đội bóng chủ quản của cầu thủ này là Monaco đã hết giá lên đến 80 triệu euro dành cho ngôi sao trẻ của họ. Hợp đồng của Tchouaméni vẫn còn thời hạn tới năm 2024, vậy nên Monaco không hề có áp lực phải bán và rõ ràng đội bóng này là những người nắm đằng chuôi trong thương vụ này. Cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền vệ người Pháp vào mùa hè tới được dự báo sẽ rất khốc liệt. Liverpool đã để hụt mất một trong những mục tiêu của mình, đó là tiền vệ Fabio Cavano của Fulham. Sao trẻ 19 tuổi, người Bồ đã thu hút sự chú ý đến từ đội chủ sân Anfield sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải hạng nhất Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng của Fulham là ông Marco Silva đã chấm dứt mọi lời đồn đoán khi tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch để cho Fabio ra đi trong kỳ chuyển nhượng này. Một hoặc hai người có thể rời đi, nhưng những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình thì sẽ không đi đâu cả. Fabio là một trong số đó. Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại được nhiều đội bóng lớn chú ý, bởi chúng tôi đang sở hữu một tài năng lớn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân Fabio." Với lời tuyên bố đành thép này, có lẽ Liverpool sẽ phải từ bỏ mục tiêu của mình thôi. Chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng tiền đạo Erling Haaland là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này. Phong độ ghi bàn quá khủng khiếp của chân sút người Na Uy khiến nhiều người phải tự hỏi không biết tiền đạo này có điểm yếu gì hay không. Nếu như bạn là một trong những người đang có cùng thắc mắc như vậy, hãy nghe câu trả lời từ chính Haaland. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sky Sport, tiền đạo của Dortmund chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự mình cải thiện gần như tất cả mọi thứ. Tôi còn có thể nâng cao kỹ năng dứt điểm của mình nhiều hơn nữa. Tôi có thể nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng có một thứ mà tôi nghĩ rằng mình cần phải cố gắng cải thiện nhất, đó là làm sao để không bị chấn thương nữa." Tiền vệ Frank Kessié của AC Milan được dự đoán sẽ là một trong những món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới. Ngôi sao người bờ biển Nga là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của AC Milan. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội bóng thành Milan sẽ không thể giữ chân trụ cột của mình khi hợp đồng của Kessié sẽ hết hạn khi mùa giải khép lại. Và tiền vệ này cũng đã từ chối những lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Đang có rất nhiều ông lớn tại châu Âu quan tâm đến cơ hội chiêu mộ Frank Kessié với giá không đồng. Nhưng theo tờ Gazzetta, nguyện vọng của Kessié đó là tiếp tục được chơi bóng tại Italia. Điều này khiến cho Juventus và Inter Milan đang trở thành hai ứng viên hàng đầu cho việc có được sự phục vụ của ngôi sao 25 tuổi.